Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với vlog tiếp theo của bọn mình. Đây, ngày hôm nay chú Lợi đang làm tiếp tục cái phần càng A lại mọi người ạ. Đấy, cái phần càng A từ trước này. Ngày hôm nay thì chú Lợi đang lấy mẫu mọi người nhé. Đấy, mấy cây mà mình phải đập cong cong cái này, mình không biết là nó có tác dụng gì nữa. Mình muốn làm cái góc lái nó rộng một chút, khi mình làm cái tay nó hơi nhẹ, mình làm cái góc lái rộng ra thì mình phải làm cong như thế này, cong đi khi đánh lái nó đến tầm này là nó thôi rồi, không muốn cho nó sát cây ấy. Đấy anh em ạ, mà nếu mà mình làm càng ngang mà nó trụm mà vầy quá thì trông nó xấu, nó dạng ra quá, vậy thì mình phải làm cái góc lái ở đây. Hiện tại thì mình đang lấy cái mẫu của cái bản 315 thì nó hơi rộng. 315 nó khoảng 35 mét. Và hình như là 30 mét phân đấy. À. 5 mét, còn 215 thì chiều ngang nó có 27 phân thôi. Nó dễ hơn. Sau này lốp trước nó sẽ bé. Nó bé ngang nhưng mà vẫn cao như cái lốp này luôn. Đúng rồi, bé ngang thôi. Chứ còn cao thì nó vẫn cao. Cao thì như vậy luôn. Đây, chú Lợi đang vẽ mấy cây này để cắt làm mẫu nhé. Để bắt vào đây. Đấy, để bắt vào đây này. Đó. Vẽ là mới đi cắt được. Cái này hai bên này giống nhau không? Lấy giống một bên này, lấy bên này là ra hai bên rồi, cắt một bên rồi một bên để quay, à. Cái gì đó, bên quay, quay gì, hai bên cũng quay mà, này lấy mẫu luôn cả bộ kia nữa mà luôn. Anh em ở trong này thì đang làm cái yên ngựa mọi người ạ. Yên ngựa trong đây này. Quấy. Mọi thấy yên ngựa này vuông tít chưa? Đấy, nó chưa ra. Ở đây là bọn mình chưa cắt anh em nhé. Chưa cắt đây là nó mới được hình vuông như thế này thôi. Còn khi bọn mình cắt ra nó sẽ ra hình dáng, nó sẽ đẹp, nó sẽ giống hơn. Lưng ngựa bixi. Tiến triển đến đâu? Vẫn sợi thôi, nhưng mà phải làm cái này nhanh đi. Tiến triển đến đâu rồi? Cái này làm lâu quá. Người ta đang hỏi tiến triển đến đâu rồi. Cái phải dài gọi là kỳ công tỉ mỉ nó mới đẹp. Công việc thì vẫn vậy. Vội vàng thì... Bixi mà. Yên ngựa bixi mà. Ai đồ hỏi xây sắp xong chưa, sắp được mở cửa chưa? Xây sắp xong chưa, sắp được mở cửa chưa? Lơ. Đang đổ móng à? Hay là mới mua mặt bằng luôn? Đối tác thôi. Mình xây mình lại là đối tác.
35 nữa. Bây giờ anh không thích đúng chính tả rồi. Anh từ bỏ chính tả. Mãi là bao lâu? Anh ơi, khinh người. Tí cuốn, tí cuốn. Thật đồng khinh người. Tí cuốn. Mày thử quay. Mày nói cho anh một tí cuốn thôi. Tí cuốn là ai? Không biết đâu, không biết gì đâu. Tí cuốn là ai à? Không, bố là tí cuốn thôi. Bố to anh, tí cuốn. Tí tí là ấy mà. Cuốn là chó mà. Gọi vậy. Không biết đâu. Ai của ai nó dám gọi vậy đâu. Ừ. Chị thắng hả? Em à. Đấy anh em ơi, ở đây chú Lợi đang cắt cái càng A mọi người ạ. Đó, cắt được cái này mọi người nhé. Bọn mình phải đập cong đi. Đập cong cái cây này thì mình phải nói rõ lại cho mọi người biết là đập cong như thế này nó sẽ không sao đâu. Nó sẽ làm rộng cái góc trước và góc lại. Nóng. Đẩy cấy vào đấy mày. Cấy làm gì nó nóng rồi. Sờ vào đầu mới nóng thôi. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Đây. Cho nghiên cứu hành viên mới này nè. Nghiên cứu viên mới. Không ai nghiên cứu viên cũ. Đấy, chỉ vậy mà cắt được đất sắt đấy, kinh không?
đây thì chú Lợi vừa cắt xong này đây, nhưng mà cắt xong rồi thì chợt nhận ra nó bị thiếu hai cây nữa đấy. Đây chú Lợi là cắt thêm đây. Chưa lấy hết ra đấy, nhìn chưa kia nó bị ít quá, chuyển lại là bị thiếu mất hai cây để khoát lại. Mình sẽ phải mài thêm một chút nữa. Phải mài thêm một chút nữa. Mài hết anh em ạ, mài hết một loạt luôn cho nó giống nhau ấy, và cho nó lọt được cái ống sắt đấy. Đó anh em ạ, ở trong này thì anh Đùng với anh Hưng là vừa mới cắt thành hình bầu bầu cái như thế này này. Đấy anh em thấy đẹp chưa? Đấy, chưa ra hình hẳn nhưng mà nó đã ra hình rồi anh em ạ. Chưa ra hình hẳn mà nó đã ra hình. Đúng rồi, chưa ra hình gốc của nó nhưng mà nó ra hình kiểu giống như vậy thôi. Đấy, chỗ này phải bầu anh em ạ, nó chỉ tới đây thôi. Đấy, còn mặt sau này là sẽ cái lưng anh em nhé. Yên, dễ. Đó,
Em thấy ok không? Ok thì like cho mình, share cho mình, subscribe cho mình, chia sẻ cho mình. Chia sẻ cho mọi người biết anh em. Cho cả thế giới được biết. Siêu thị Big C sắp chuẩn bị mở. Làm tròn đều như vậy, tí nữa chỗ này mình cắt sao anh ơi. Đây rồi. Phần này. Đây. Mình sẽ cắt sau. Đây là cái phần thanh thanh tay nhé. Tay. Đấy, đây là hai cái hình tròn. Hình tròn để nước ấy. Đấy. Dưới là cái hộp để đồ. Chỗ này là hộp để đồ. Chỗ này tí nữa phải đắp u mum lên này. Đấy. Ừ, đúng rồi đấy. Cắt đi. Được đấy. Đấy, ngày hôm qua thì bọn mình có mới hạ dán xong cái phần nhựa bên trên này ạ, nhưng mà chưa cho sợi chịu lực lên. Đấy, qua mình mới lấy về xem. Sợi này thì nó mỏng hơn mấy cái sợi đợt trước. Cái sợi đợt trước là vỏ của con này này. Đấy, mỏng hơn. Đấy. Dễ dán, chứ không nó dày quá là khó dán lắm. Sợi con kia, sợi này, con sợi cũng có dày như vậy cơ mà anh em ạ. Còn sợi kia nó mỏng lắm. Chơi đấy. Cái bên này cũng hơn cho tao. Hết bên bác. Mua cho thấy mua nhiều lắm mà. Chắc tất ở đâu ấy chứ bữa mua một đống. Chị luôn y à, cái bên dưới thì hơi bị mỏng, cái bên dưới phải cuốn hót ha, không như nhau mà chị luôn chú làm như nhau á, sẽ cho thấy cái tính dài, cái cong hơn cái à, cong một bên thì nó cái khoảng nó ngắn. Nếu mà làm thế thì nó lệch nhau á chứ. Làm sao đó? Phải như vậy mới được đấy. Không sợ lệch à?
Đây là cây dài. Vừa rồi nó rất là cái dài cây ngắn. Mày nó bằng nhau hết rồi. Ở đây nó phải lên đến đây. Mình phải cắt vừa để mài. Cháu mà phải ra tay thì cũng đẳng cấp luôn ấy. Cháu mà phải ra tay thì nó đẳng cấp rồi. Vào mà cắt mà ăn chứ. Buồn khi... Hơi ngon. Để khỏi dưa hấu mẹ mày cứ ngắt lên ăn hơi ngon. À đâu? Trên đường đâu rồi? Vâng. Để ngon thế. Còn nước mía uống rồi. Thank you so much. Chiu chiu thôi. Chiu chiu thôi. Chú Lệ ơi, chú Lệ ơi, chú Lệ, uống nước mía này, nào, làm luôn cho nó mát. Chẳng muộn. Cháu mua mà. Sao này hôm nay tự nhiên lại tốt đột ngột vậy? Cháu không biết nữa. Tự nhiên hôm nay cháu lại tốt vậy chứ. Hôm nay mình tốt quá nhỉ. Hôm nay chú Lợi bất ngờ. Hôm nay mình mua một nước mía chú Lợi uống. Tốt đột ngột là phải xem lại. Dạ. Mình ở đây có giã đá chứ mình cũng tiếc rồi như vậy. Đấy, ở bên trong này thì anh em đang cắt bọt. Đây, rất là đẹp rồi đấy. Mình thấy rất là đẹp rồi.
Để thấy sơi xịn luôn. Đủ sức để xây bít xì nữa. Bít xì sơ dị ấy. Không, làm gì có tiền mà xây. Đang kêu gọi đầu tư. Tư gọi em Hiếu à? Hiếu đi vay về nha. Tao không nhỉ? Bây giờ tao đi đúc bình ấy này. Thì vay không thì chỉ có không có lợi nhuận thì ai người ta cho đầu tư. Tao mở công ty Đúc Bình mà. Thế bây giờ cần lợi nhuận là như thế nào? Lợi nhuận thì được cổ phần, được ăn chia. À. Rồi đi vay. À. Nếu mà đầu tư chung là phải có cổ phần rồi. Đấy, 1.000 cũng là cổ phần. À. Thì ra là thế. 1.000 thì phải cho 0.0000001% của bạn. 0.01 đây. Đúng rồi đấy. Xây xây bằng cái tiếng thì 2 tiếng thì tầm 300.000 à. Tầm đấy. Nhưng mà tao nghĩ là đầu tư là hay hơn đấy. Đầu tư mà nhận đầu tư là hay hơn tại vì 300.000 mình bị dùng được nhiều lần. Đấy. Thấy không? Có cổ phần thôi mà. À. Không, nếu mà phòng ngon ngon thì chắc phải đến 1 triệu ấy. Được. Đấy là cái ngày tính đêm tính tiếng tính giờ tính. Thì bây giờ mình đã đầu tư rồi thì đầu tính tư, thôi, tính tiếng thôi, tính ngày chết con người ta. Đầu tư cả ngày đấy. Ừ. Qua đêm, phải không? Đi tour đi. Cũng được. Bixi khắp nơi nghe. Mang thương hiệu Bixi đi khắp nơi. Mang vào Đà Nẵng, Phú Quốc thì Sapa sắp biết, Hà Giang ở biết. Mang về cả Gia Lai của Ngân ấy. Ừ. Thấy không? Đúng. Thôi bỏ ra đi, không ai được đi xem phim đâu mà biết. Nhìn cơ thì mở Bixi thì quá hết mà. Bixi bình thường thì nó không có. Bixi mà. Luôn. Vậy mấy nữa em mở dạp thì nhớ vào dẫn gái vào xem nhé. Nhất trí. Anh Đồng nhé. Đồng nó đầu tư thì sao phải dẫn nữa. Không lấy cả đi màu nhà quá. Đất với bạc hết màu rồi. Đi một đoạn vậy đi là Bixi đi được đến đâu rồi? Hả? Bixi phát triển đến đâu? Không biết nữa. Chuyến đâu để anh còn kêu gọi. Thì gọi điện để bán hợp đồng liên tục gọi. Thì gọi điện bán hợp đồng bình thường thôi. Chắc là nó phải ở xe căng căng rồi. Chắc là mình đi dựng rất đều lên để người đó cho mình xây trước rồi. Là cho anh xin cái thương hiệu của Facebook để anh thử nhé. Được không? Được. Tùy. Cho anh xin thử cái thương hiệu thôi. Tùy. Anh em ơi, bây giờ là chú bắt đầu chuẩn bị cho cái càng ngang vào đi. Đây này, cái càng ngang được đập dẹp để mở rộng góc lái. Đây à. Tối lên. Chưa? Thế rồi? À. Chưa đi.
Rồi sao đó? Nó không được bầu mấy gì luôn nhỉ? Chỉ bầu đấy. Bình thường. Cái này mới bao phong ra. Bầu luôn. Qua tí mới ra một cối đây. Cứ ra một cái chim như mắc la ren đấy. Trông giống chi doan nhưng mà không. Mai lại phải làm không? Mua đấy, đang muốn mua. Đấy. Mua một quan về đi nó hoành tráng. Mua về Việt Nam này nó. Người ta lại muốn về. Lại bảo là mình mua được siêu xe nhỉ? Chứ thôi nhỉ? Nhưng mà ngắm tiền thật mấy. Còn xe đấy mình chắc bây giờ phải nhiều tiền lắm ấy. Mới ra thì nhỉ? Bây giờ cái xe mới ra đó kìa. Trông giống Divo. Đúng là đuôi Divo đó. Nhưng mà cánh thì lại mở kiểu mắt la ren. Mở cái chi vậy? Ừ, thì thế này làm truyền thống thôi. Bây giờ pha mới truyền thống là đổi mới. Chúng ta phải thay đổi đi thôi. Phải đổi mỗi một tí đấy cơ à. Nó còn đổi đẹp hơn nữa. Ừ, và vô lăng như Rolex ấy. Xoay chứ các thứ như thật đấy. Xoay gì? Xoay như bàn phím ấy. Bàn phím vô lăng luôn. Những cái đồng hồ ấy. Đã thay đổi bây giờ mình phải thay đổi đó, thay đổi để của thay đổi sản xuất ô tô thành sản xuất xe máy, thay đổi con người ấy. Thay đổi gì của mọi người cũng phải biết. VinFast bây giờ làm siêu xe này. Sắp mà. Là trong cái mức tải gì cũng sẽ sân thân xong. Siêu xe này khó lắm. Nhiều hãng người ta nhiều năm mà người ta không lựa chọn đấy nhỉ. Siêu xe rồi hướng ra một cái thị trường khác một cái tìm cái hàng khác. Bây giờ chỉ làm xe bay nữa. Xe bay nước ngoài quá rồi. Xe bay. Mấy hôm tao gần mẹ đánh trưởng luôn. Búa. Tháo cả máy này nữa hả chú?
Rồi anh em lên cái cài bên còn lại nhé, bắt đầu vào cài còn lại này. Cháy đi. Mai thứ mấy anh nhỉ? Mai em nghe là thay là thằng nhỉ? Thay thứ hai. Giờ. Một, hai, ba. Nóng khi mọi thứ những cái bụi bụi này nó rụng vào chân. Không ăn đấy. Trông cái tướng này nè. Tướng này tướng không ăn rồi. Vẫn không ăn tiếp. Đây mới là ăn nè. Sao nhá? Cho nó cái thôi trên cái tích là không cắt ấy, cũng là luôn. Cái trên cái dưới này. Thôi phải không? Cái đấy cái này chính lại. Lật quay cái đầu lên. Cái máy rồi nó đang bị xuống cái dưới. Cái này nó cần này. Đang cho cái máy rồi đầu của nó lên đây. Cái này bị chưa đầu hòm nhát dưới. Ok bên đây chắc không? Đây hẳn chắc lấy đi nữa. Đây. Đây. Cắt. Ừ. Lại cho nó ok em. Các bạn ở đây thì chú Lợi đang vừa mới cắt ra đấy để xử lý lại cái phần càng A đấy. Nó bị kiểu như không fit khi dừa đây các bạn. Lợi thì cùng nhau với là phải cắt ra. Đấy. Nó hơi lạc, hai bên nó hơi khác nhau tí. Đó, đẹp lụt cái. Chơi luôn này. Chơi luôn. Khi thôn thì mài lâu á.
Hả? Đúng. Không cần đâu, đằng Nam mình sẽ hà ăn chắc. Chị Thơ nó cũng vậy. Chị làm chúng ta mất thêm thời gian hơn thôi. Trên nha nữa dã man luôn, cứng dư sắt mà chứ. Oh my god, đẹp thế. Ê, anh em ạ, có thấy đẹp chưa? Chiều nay có cái có cái này này, đó, đẹp chưa? Tuyệt vời. Đang mọi người đang đắp cái chỗ đấy lên để làm cái nắp để đồ đấy anh em ạ. Đấy, chỗ ở sau này là cái hốc để đồ. Đang đắp lên làm cái nắp ấy. Quá này. Tiền rồi, bỏ rồi. Tiền rồi. Mua về làm gì, mua về anh hút rồi. Đắp lâu quá. Đắp lâu quá. Ô, đây rồi anh em ạ. Đây là cái bóng đèn quay phim của mình ấy, anh em nhé. Đấy, đây này. Đây bóng đèn đây này. Tại vì cái bóng đèn của mình ấy, nó bị một bóng là nó bị hư rồi. Đấy, cho nên là mọi người mình phải mua bóng khác. Bóng đèn
bóng đèn tròn ấy, bóng đèn quay phim ấy. Đó. Hôm nay là mới về. Oh, ha ha. Mấy bóng đấy, một bóng à. Tưởng mua nhiều bóng lắm cơ. Mua một bóng thôi. Tưởng mua 2-3 bóng chứ. Tại vì mình dùng nhiều nữa. Bóng đèn này cũng hay hư nữa. Cái bóng đèn này của mình rất là hay hư luôn anh ạ. Đấy, nên là phải mua cái thứ ba, cái thứ tư rồi đấy. Trông giống đồ lướt vậy. Cái khóa trắng như này đâu, mình phải đập ra. Bọn mình sẽ phải để như thế này cho ánh sáng nó sáng. Đấy, để như này cho ánh sáng nó sáng. Chứ để cái trụ mà như này á, nó có tác dụng là ánh sáng mịn nhưng nó bị tối đi. Ok, cái này chắc phải mấy trăm nghìn đấy. Để mình xem này. 200 nghìn. 200 nghìn một bóng. Wow, rất là đắt. Ở đây chú Lợi đã cắt cái phần cây rằng ở cái càng hai mọi người nhé. Đặt mấy cây đấy ra ngoài này đi. Mấy cây này còn đâu? Bóng bóng là được. Ấy là chú cắt đấy. Chú cắt một hai đầu đấy xong rồi chú khoe cái đầu chéo này này. Cái đầu chéo này này chú cầm đi. Ok em ạ.
chú Lợi ạ. Cái kia bỏ nhà ra đi rồi. Sư thầy ra. Mình sư thầy rồi. Đi gặp trai lọ rồi. Bán đâu? Bán đâu? Cách mang đi bán đấy. Mày đẹp như này ơi, đấy người đẹp như này nhá, đấy, à, cái này thích như vậy luôn các bạn nhé. Đẹp thế, ôi, đẹp hôm nay còn siêu thị nước chi được, bây giờ đủ sức để xây nước chi rồi. Cái này đắp cái xi gì nha. Đắp đục quét vậy. Đục quét sữa tì. Adam Ni. Trời ơi, không có gì đâu mà phải đào. Đó, không có phải áo người vô tặng không. Áo người vô tặng áo này. À, cô ấy đã từng. Cô ấy đã từng. Tôi đã từng nhìn mình chẳng yêu ai mà sao lại dính vào một con chó. Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái siêu thị Big C đấy, một cái siêu thị Big C để mình Big C đi để mình đi xem phim đã bị xa đấy. Hôm qua chủ tịch gạ đi bắt hình ruốc mà. Thôi, thấy chưa hình ruốc á. Nè, gạ thì cứ đi đi. Đi càng thích đi. Nếu mà đã đến giờ tối không bao giờ bắt được. Chập tối là về rồi nhỉ. Giờ mới được nghỉ phải không? Dạ, lúc đấy nó về rồi. Ờ. Rồi đi có tí rồi. Vậy thôi. Ít thì cũng được 8 tiếng. Có được 1 tiếng thôi biết. Đi chờ đi đéo rồi, đi chờ đi một tiếng mà vào cái đấy đéo. Nhé. Chúng ta phải đi chờ đi để vậy vào sắm hết cái này cái kia. Chắc là nhấc cái này lên bỏ cái kia xuống. Đúng không? Xem cái này có nên mua, cái này có nên lấy không. Như thế các bạn. Nên là chơi hết trò chơi này, trò chơi nọ. Gặp gấu không khiêng được về nữa cơ mà. Vậy cơ. Ờ. Nên ngoài chưa này, vậy thì không cho một quả con nào. À, hôm nay chắc là đi ra đón Bixi về. Đón người giám đốc của cho đi Bixi. Nếu chẳng biết chơi đâu rồi. Rủ đi bắt ngay.
Chú tình chú đi. Hay. Hay mà. Mình đố có đi đâu. Bắt được. Không bao giờ bắt được. Ra đến ngoài đấy thì kẻ lạc nó đi kinh đó. Nha. Tối anh đi Hạ Long à? Anh Đúng. Rồi đi chung ơi. Đi ra đấy ăn kem. Thật. Đấy em ạ, ở đây chú Lợi đang hàn tiếp cái cây sắt đấy, chú Lợi cắt đấy. Đấy, giằng ngang không mọi người ạ. Để cho nó cứng đi em nhé. Con cho chú cả nọ. Xe này tất cả hết 3 múa. Vẫn còn nhiều. 3 múa vẫn không có đâu đâu. Bây giờ mình sẽ phải đi cắt mấy cái tai ở bên kia anh em ạ. Cắt mấy cái tai ngang ngang để bắt lên xuống ấy. Ôi! Đấy mọi người, hình như chú Lợi đang làm gì đấy. Làm gì? Con này mình sẽ phải kê lên để tưng lên khoảng 2 phân. 2 phân á? 2 phân xong bánh cơm mình thả cái bánh là nó chạm cái đất đi nè. Chạm cái đất là nó được khoảng 9 phân đấy, được khoảng 8 phân rưỡi. Thì là sau này mình làm cái sóc nó cả vỏ cả viếc và nó nén lên khoảng 8 phân rưỡi là hiện tại giờ đang mà mình làm keo ra để làm sóc khoảng 8 phân rưỡi. Thì ra là thế. Cái mảnh vừa rồi đó. Mảnh vừa rồi đúng không? À mảnh vừa rồi để hết bên này hay sao? Hai mảnh đầu hay mảnh cuối à? Nữa rồi đấy anh em ạ, kê vậy cho cao lên em nhé, kê cho cao để đo cái độ nén xuống ấy. Quá không muốn bánh mà nặng quá, bây giờ đảm bảo sức khỏe nâng lên phát nữa đâu rồi. Ơi da. Ơi da. Phải bơm đủ kích, nhẽ áo đủ kích cho nó đảm bảo. Đúng rồi. Lỡ không ai biết trước tương lai sau này không chú? An toàn là bạn. Nguyên nó còn lấy vợ mà. Đúng, không ai biết trước tương lai được. Nếu nó bỏ nó không lấy vợ thì cũng không cần thiết lắm. Bây cần thiết chứ. Rồi. Cái này không quyết giờ sau à? Bình tĩnh.
Rồi. Đấy anh em ạ. Đấy mới cứ vừa kích lên xong rồi. Thì đấy, cái này thì mình sẽ kê lên và bắt đầu chuyển sang là làm lò xo, gắn lò xo. Đấy thì bây giờ đây là đây là làm cái cả ngang kia, gắn lò xo cả ngang, làm treo. Và ở trong đây thì anh em Nùng với lại Nguyên là quên Nùng với Hưng đang giải quyết cái vấn đề gọi là yên ngựa. Yên ngựa chúng ta cỡi lên chúng ta phi đấy. Yên ngựa hôm nay cũng tạm ổn rồi thì chắc là có thể mai là lên được phần nhựa anh em ạ. Đấy thì công việc hôm nay bọn mình chỗ chú cháu mình là chia ra làm hai phần, một phần là làm yên ngựa, một phần thì làm càng treo ngoài kia. Đấy thì là vì thời lượng video khá dài, đó mong anh em xem để ủng hộ với phần bình luận nhá anh em nhá. Chúng mình sẽ làm những video hay hơn. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.